được xem là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn thế cục của hai phe tại miền Nam Việt Nam, mở đầu và tạo tiền đề cho sự sụp đổ khổng lồ của đội quân lên đến 1,5 triệu người. Không những vậy, nó còn mang một ý nghĩa chiến lược quan trọng, đó là dò xét thái độ từ tận bên kia bán cầu. Đó là trận Thượng Đức, được xem là một trong những trận đánh khốc liệt bậc nhất trong chiến tranh Việt Nam, đồng thời cũng là hồi chuông báo tử cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Hãy cùng tìm hiểu trận đánh này qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battle Cry, người kể sử. Mắt ngọc của đầu rồng. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, khoảnh khắc lịch sử đã diễn ra tại Paris, khi Hoa Kỳ đã buộc phải ký vào Hiệp định Paris với nội dung chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Thế nhưng, thực tế chiến trường khi đó thì lại hoàn toàn khác. Dù bản hiệp định này được ký bởi 4 bên với yêu cầu ngừng nổ súng lập tức, vậy nhưng chỉ sau 2 tiếng sau khi ký hiệp định, theo giờ Việt Nam, Nguyễn Văn Thiệu đã cho mở chiến dịch tràn ngập lãnh thổ. Tại chiến trường Quảng Nam, Quảng Đà, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tập trung càn quét các vùng Duy Xuyên, vùng B Đại Lộc và các vùng tranh chấp giữa hai bên. Trong nội thành Đà Nẵng, quân lực Việt Nam Cộng Hòa thành lập lực lượng cảnh sát dã chiến được trang bị vũ trang đầy đủ, thay thế cho quân đội để tấn công quân giải phóng, dồn dân, chiếm đất. Tức là về cơ bản, Hiệp định Paris đã bị vi phạm chỉ sau 2 tiếng được ký kết. Trước khi rút khỏi miền Nam, Hoa Kỳ đã đưa vào đây lượng vũ khí khổng lồ chưa từng có, khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa có hỏa lực ngang ngửa với lúc quân Mỹ còn có mặt ở đây. Trước tình hình này, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã tiến hành đáp trả bằng cách điều sư đoàn 304 từ Cam Lộ, Quảng Trị và phối hợp với các đơn vị bên trong quân khu 5 từ tháng 5 năm 1974 nhằm tiêu diệt một số vị trí quân lực Việt Nam Cộng Hòa lấn chiếm sâu vào vùng giải phóng, xóa bỏ các lõm, tạo thế cho chiến trường khu 5 và cả miền Nam, với trọng tâm là tiêu diệt căn cứ Thượng Đức. Thượng Đức là một vị trí chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Văn Thiệu đã gọi nó là mắt ngọc của đầu rồng. Các bạn hãy cùng nhìn lên bản đồ để thấy được tầm quan trọng của nó. Thượng Đức nằm ở phía tây tỉnh Quảng Nam, trong thung lũng Hà Tân, ở phía tây nam Đà Nẵng khoảng 50 cây số. Và phía tây là vùng rừng núi trùng điệp chạy dài tới biên giới với Lào. Đây là tiền đồn chiến lược bảo vệ căn cứ quân sự và phi trường Đà Nẵng, một trong những căn cứ lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Địa hình của Thượng Đức rất hiểm yếu, ba bề là núi cao, có nhiều dốc dựng đứng, phía đông bằng phẳng, là nơi hợp lưu của hai con sông là sông Côn và sông Vu Gia nước sâu. Sông Vu Gia với đường liên tỉnh lộ 4 chạy dài từ tây sang đông và nối với quốc lộ 14. Việt Nam Cộng Hòa đã cho thành lập quận Thượng Đức nhằm án ngữ con đường quốc lộ 14, không cho quân giải phóng miền Nam sử dụng con đường này để đưa chi viện từ Bắc vào Nam. Trước kia, lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đã biến nơi đây thành một pháo đài gần như bất khả xâm phạm, với hệ thống giao thông hào liên hoàn trong căn cứ cùng với 35 lô cốt nửa chìm nửa nổi, nhiều công sự có nắp và một hệ thống nhà hầm cũng như hầm ngầm, khu thông tin, chỉ huy pháo binh, bệnh viện, kho tàng đều nằm sâu bên trong lòng đất. Lực lượng Việt Nam Cộng Hòa ở Thượng Đức có tiểu đoàn 79 biệt động quân, hai đại đội địa phương quân, một đại đội cảnh sát dã chiến, một trung đội viễn thám và 16 trung đội nghĩa quân, tất cả đặt dưới sự chỉ huy của trung tá Nguyễn Quốc Hùng, quận trưởng. Về mặt chiến lược, Thượng Đức còn là một vị trí quan trọng xuất phát các cuộc hành quân trinh sát, khống chế con đường tiếp liệu Trường Sơn Đông mà quân Bắc Việt vừa mới khai dựng sau ngày ký hiệp định 27 tháng 1 năm 1973. Từ phía Bắc, quân dụng và chiến cụ theo đường mòn Hồ Chí Minh đưa từ A Lưới đến A Sao, qua Chào đến Bến Giàng, nằm trên liên tỉnh lộ 4 cách Thượng Đức không xa. Tại đây, quân giải phóng có những kho tổn trữ quân dụng tiếp tế cho mặt trận quân khu 5. Chính vì vậy mà nó được xem là mắt ngọc. Nếu mất nó, Đà Nẵng sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng và dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền không thể cứu vãn.
về phần quân giải phóng và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với việc chiếm đóng Thượng Đức, Hà Nội có thể đánh giá được phản ứng của Hoa Kỳ và khả năng tăng viện trợ quân sự cho Sài Gòn. Về mặt quân sự, Hà Nội có thể đánh giá khả năng phản kích, khả năng cơ động và hòa lực yểm trợ của chủ lực Việt Nam Cộng Hòa ở quân khu 1 của họ, đặc biệt là lực lượng tổng trừ bị cơ động chiến lược, tức lực lượng nhảy dù. Chính vì vậy, tướng Trần Văn Trà đã huy động 5 trung đoàn của sư đoàn 324B và sư đoàn 304 với khoảng 12.000 quân vào chiến dịch này. Còn đối thủ Ngô Quang Trưởng thì không tiếc bất cứ cái gì mà tung những đơn vị mạnh nhất của ông ta có lên đây, trong đó đặc biệt và là niềm tự hào của Việt Nam Cộng Hòa, đó là các đơn vị lính nhảy dù, hay còn được gọi với cái tên khá mỹ miều là Thiên Thần Mũ Đỏ. Tổng cộng, Ngô Quang Trưởng đã vét hết vốn liếng lính dù mà mình có với các đơn vị thiết giáp lên đây với 20.000 quân, tức là đông gần gấp đôi số quân mà tướng Trà có trong tay. Chưa kể là lực lượng không quân vẫn còn đang áp đảo và làm chủ hoàn toàn bầu trời. Một trận định Giang Sơn. Đêm 28, rạng sáng ngày 29 tháng 7 năm 1974, quân giải phóng miền Nam bắt đầu triển khai trận địa pháo 85 ly tại cao điểm 118 để nã phá vỏ lô cốt mẹ và cứ điểm Tiền Tiêu. Cũng trong đêm 28 tháng 7, quân giải phóng miền Nam Việt Nam tiến hành sơ tán dân thường để tránh gây thương vong dân sự, hạn chế khả năng quân lực Việt Nam Cộng Hòa sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Đợt một chiến dịch chính thức bắt đầu. Đúng 5 giờ sáng, ngày 29 tháng 7 năm 1974, pháo binh quân giải phóng bắt đầu khai hỏa pháo kích và bắn tên lửa mở màn trận Thượng Đức. Mục tiêu đầu tiên không gì khác ngoài sân bay Đà Nẵng, làm tê liệt những con chim sắt cực kỳ lợi hại. Cùng lúc đó, pháo binh bắn liên tục vào chi khu Thượng Đức, kết hợp cùng với lực lượng của sư đoàn 324 quân Bắc Việt tấn công trên bộ và các vị trí tiền tiêu do tiểu đoàn 79 biệt động quân đang phòng thủ. Các tiền đồn phòng thủ đều bị chia cắt, binh lính biệt động quân chống trả ác liệt. Bất chấp bị pháo kích dữ dội, các máy bay của Việt Nam Cộng Hòa vẫn cố gắng cất cánh và ném bom yểm trợ hữu hiệu. Pháo binh Việt Nam Cộng Hòa đặt tại ngọn đồi 52 đã bắn yểm trợ phòng thủ tại chi khu Thượng Đức. Quân giải phóng đã chiếm được các vòng rào bên ngoài nhưng chưa vào được bên trong. Ngày 31 tháng 7, quân giải phóng đã áp sát bên ngoài tuyến phòng thủ của chi khu Thượng Đức và bắt đầu tấn công dữ dội. Tiểu đoàn trưởng biệt động quân biết không thể nào chống đỡ được lâu, đã gọi pháo binh bắn chung lên cả hai, khiến cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Cuộc tấn công bị đẩy lùi, thế nhưng quân giải phóng đã chiếm được các ngọn đồi 1235, 1062. Đây là một đòn hiểm và là mất mát quá lớn với Việt Nam Cộng Hòa. Vì mất đi hai cao điểm này, tức là đường tỉnh lộ số 4 đã bị chốt chặn, việc chi viện lên Thượng Đức sẽ vô cùng khó khăn và gần như là đi vào chỗ chết. Đứng trước tình thế này, Ngô Quang Trưởng đã đoán chắc với lực lượng hiện tại thì sẽ không đủ để giải vây cho Thượng Đức. Ông ta đã phải huy động tới lực lượng tổng trừ bị. Để bảo vệ cạnh sườn của Đà Nẵng, ông ta lệnh cho tướng Nguyễn Duy Hình điều trung đoàn 2 đến đóng ở phía tây quận Đại Lộc. Tuy nhiên, trung đoàn này đã bị quân giải phóng đánh thiệt hại quá nặng, không còn sức tiến lên theo tỉnh lộ số 4. Sau gần một tuần giao chiến, các lớp phòng thủ mạnh nhất của Thượng Đức đã bị bóc vỏ. Đường tiếp tế lên đây cũng đã bị chặn, bước đầu thành công cho quân giải phóng. Tình hình ở chi khu Thượng Đức đã rất trầm trọng. Phần lớn công sự và hầm hào đều đã đổ sập do quân Bắc Việt pháo kích liên tục. Thương vong của biệt động quân đã lên cao. Tiểu đoàn trưởng yêu cầu cho di tản thương binh. Tuy nhiên, không quân Việt Nam Cộng Hòa cho biết lưới phòng không quá ác liệt nên không thể tổ chức di tản. Với A-72 và súng máy 12mm trong tay, quân giải phóng đã tạo nên lưới lửa phòng không vô cùng hiệu quả, khiến quân Việt Nam Cộng Hòa không dám manh động. Tướng trưởng lúc này đang dốc tủ những gì mình có, điều một chi đoàn xe tăng M-48 vào làm trừ bị. Tướng Hình thì thành lập chiến đoàn đặc nhiệm để tiếp viện cho mặt trận Thượng Đức và giải vây cho tiểu đoàn 79 biệt động quân, gồm trung đoàn 2 bộ binh và chi đoàn 11 thiết kỵ. Tuy nhiên, việc để mất đồi 1235
và 1062 đã để lại hậu quả khủng khiếp. Đó là việc con đường chi viện chính là đi vào cửa tử. Hỏa lực từ pháo binh của quân giải phóng ở đây quá mạnh, liên tục rót xuống, khiến thương vong cho Việt Nam Cộng Hòa ngày càng tăng. Nửa đêm ngày 5 tháng 8, quân giải phóng có một nước đi táo bạo khi tháo rời từng bộ phận để di chuyển pháo lên cao điểm 296 và nhắm bắn trực tiếp ở cự ly 700m. Hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa pháo binh với bộ binh và các loại hỏa lực khác để chi viện cho các lực lượng tấn công. Đây là một nước đi không ai có thể ngờ tới và đã khiến cho những cứ điểm phòng thủ còn lại tan thành tro bụi theo đúng nghĩa đen. Về phía bên kia, tướng trưởng cũng đánh hơi thấy có điều gì đó đang tiến lên, cảm thấy tình hình ngày càng nguy cấp khi lúc này có tới 2 sư đoàn quân giải phóng ở sát quận Đại Lộc. Ông đã báo cáo tình hình cho Bộ Tổng tham mưu ở Sài Gòn và tướng Viên, Tổng tham mưu trưởng đã tăng cường cho quân đoàn 1 bằng lữ đoàn 1 nhảy dù. Lữ đoàn 3 nhảy dù cũng được lệnh chuẩn bị để di chuyển đến Đà Nẵng. Sau khi triển khai xong trận địa pháo, tới rạng sáng ngày 7 tháng 8 năm 1974, khi lớp sương mù dày đặc trên các sườn núi vừa tan, cũng là lúc mà Thượng Đức phải sang tên đổi chủ. Quân giải phóng đã mở đầu bằng cuộc pháo kích dữ dội và chi khu Thượng Đức. Đây là trận pháo kích ác liệt nhất kể từ khi trận đánh mở màn vào ngày 29 tháng 7. Hơn 1.200 quả pháo các loại, kể cả những khẩu trọng pháo 130mm, đã khiến chu vi phòng thủ bên ngoài trở thành nát vụn. Với hỏa lực cực mạnh và chính xác hơn lần trước, lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã trở nên rối loạn, mất phương hướng, dẫn tới mất luôn căn cứ Thượng Đức. Chỉ vài tiếng sau, Thượng Đức bắt đầu thất thủ. Tiểu đoàn 9 quân giải phóng đã chiếm được khu địa phương quân và phát triển xuống khu cảnh sát, quận lỵ. Tiểu đoàn 7 từ hướng Tây Bắc đã sang hướng tiểu đoàn 9, đột phá vào khu biệt động quân. Lúc 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8 năm 1974, sư đoàn 304 đã tràn ngập cứ điểm Thượng Đức. Toàn bộ căn cứ Thượng Đức đã mất liên lạc với Bộ Chỉ huy Việt Nam Cộng Hòa. Đứng trước tình thế này, Ngô Quang Trường đã vét hết vốn liếng đánh canh bạc cuối cùng ở Thượng Đức. Một ngày sau khi Thượng Đức thất thủ, tướng trưởng đã tung quân át chiến lược trong tay mình là sư đoàn dù nhằm chiếm lại nơi đây. Lữ đoàn 3 nhảy dù và tiểu đoàn 2, 3, 6 cùng với lữ đoàn 1 được tung ra. Đây là những đơn vị lính dù mạnh nhất mà tướng trưởng còn lại, vì đa số các đơn vị khác đều đã bỏ xác ở Quảng Trị một năm trước đó. Và không ai có thể ngờ rằng đây cũng chính là trận đánh lớn cuối cùng của sư đoàn dù khét tiếng một thời, được gọi là Thiên Thần Mũ Đỏ. Do quân giải phóng đang kiểm soát hai ngọn đồi quan trọng là 1062 và 1235, khiến việc chuyển quân lên đây bị chặn đứng. Hơn nữa, từ cao điểm 1062 có thể quan sát khống chế toàn bộ khu vực liên tỉnh lộ 4 và thung lũng sông Vu Gia từ Thượng Đức kéo dài cho tới Đại Lộc. Do đó, nhiệm vụ đầu tiên của đơn vị nhảy dù là tái chiếm đồi 1062 và các dãy đồi dọc phía nam đường tỉnh lộ 4, khai thông đường chuyển quân. Nữ đoàn 1 nhảy dù là đơn vị được giao cho nhiệm vụ chiếm lại ngọn đồi 1062 cùng các ngọn đồi lân cận tiếp giáp với liên tỉnh lộ 4, trong khi nữ đoàn 3 nhảy dù lục soát xung quanh thung lũng Đại Lộc ở phía tây quận Hiếu Đức và làm thành phần trừ bị sẵn sàng tiếp ứng. Ngày 18 tháng 8, lữ đoàn 1 tấn công lực lượng thuộc trung đoàn 29 thuộc sư đoàn 324 quân giải phóng có nhiệm vụ chốt chặn đường tỉnh lộ 4. Trong suốt cả tháng, hai tiểu đoàn 8 và 9 đã thay nhau nhổ từ chốt quân giải phóng, bám chặt trong những ốc núi và tiến dần lên ngọn đồi 1062. Lực lượng trung đoàn 29 quân giải phóng cũng đã bị tổn thất nặng. Đứng trước tình hình đó, trung đoàn 66, sư đoàn 304 được điều sang chi viện và đây cũng là lực lượng chính quần nhau với hai lữ đoàn dù trong một tháng trở sau đó, cho tới khi được trung đoàn 24 tiếp ứng. Ngày 19 tháng 9, lữ đoàn 1 nhảy dù báo cáo đã lên được đồi 1062. Ngày 2 tháng 10, lữ đoàn 1 được chi viện thêm một tiểu đoàn, bắt đầu xây dựng tuyến phòng thủ trên một số cao điểm ở phía nam của đồi 1062. Và kể từ đó cho tới tháng 11, cuộc chiến rơi vào thế giằng co ở ngọn đồi này. Pháo binh và không quân tấn công liên tục, cày nát từng mét đất nơi đây, cho tới khi một trong hai bên hoàn toàn kiệt sức. Lính dù bắt đầu không chịu nổi nhiệt từ giữa tháng 10, khi bị trung đoàn 24 tấn công liên tục.
Lữ đoàn 1 nhảy dù, không chống trả nổi, đã phải rút lui. Ngày 2 tháng 11, quân giải phóng đã tái chiếm được ngọn đồi 1062. Ngày 8 tháng 11, Lữ đoàn 1 lại tổ chức tấn công đồi 1062 từ phía Nam. Các cuộc giao chiến trên các ngọn đồi và các vùng lõm giữa các ngọn đồi liên tiếp diễn ra và là trận đánh ác liệt nhất kể từ khi Hiệp định Paris được ký kết. Lực lượng nhảy dù đã tổn thất rất nặng, không thể phục hồi. Sư đoàn nhảy dù có 3 lữ đoàn với 9 tiểu đoàn thì đã có 2 lữ đoàn và 7 tiểu đoàn đã chiến đấu ròng rã trong suốt 3 tháng qua. Và đến giữa tháng 11, tổn thất khi này đã không thể bù đắp nổi. Cuối năm 1974, các tiểu đoàn nhảy dù lần được đường rút khỏi đồi 1062, chỉ giữ lại đây tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 7 nhảy dù để tuần tiễu xung quanh. Trận Thượng Đức mang nhiều ý nghĩa hơn cả một trận đánh bình thường. Mất chi khu Thượng Đức khiến sườn trái của Đà Nẵng bị hở và bị uy hiếp nặng nề. Không những vậy, sự thất thủ của Thượng Đức đã dẫn tới sự sụp đổ dây chuyền sau đó. Việc chiếm được Thượng Đức đã tạo bàn đạp tiến tới tiêu diệt các cứ điểm như Hòn Trương, Núi Gai, Động Mông, Lạc Sơn, Đá Hàm. Quân giải phóng đã ép quân Việt Nam Cộng Hòa lui về Cấm Rơi và quận Lị, Quế Sơn. Chiến thắng này của quân giải phóng đã phá vỡ hoàn toàn thế phòng thủ xung quanh Đà Nẵng và quan trọng nhất là thái độ của Hoa Kỳ hết sức thờ ơ và chỉ phản ứng lấy lệ. Việc mất Thượng Đức đã cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng nhân lực cũng như vũ khí khi quân đoàn 1 được đánh giá là quân đoàn mạnh nhất đã không đủ sức mạnh để có thể tự đảm nhiệm an toàn trong khu vực mình quản lý khi bị quân giải phóng tấn công và phải sử dụng tới các đơn vị nhảy dù là lực lượng tổng trừ bị. Điều này đã dẫn tới sự kết thúc luôn của sư đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa vì tổn thất quá lớn sau 2 trận đánh tại Quảng Trị năm 1972 và đồi 1062. Đồng thời đã cho thấy sự yếu kém lộ rõ khi những đồng đô la của người Mỹ đã trở nên eo hẹp. Với tổng lực lượng lên tới 20.000 quân mà không thể đánh bật được lực lượng 12.000 quân của đối phương. Theo tập tài liệu được trích trong cuốn Nam Việt Nam, từ ngừng bắn đến đầu hàng của đại tá William DeGro được sử dụng tại Trung tâm Lịch sử Quân đội Hoa Kỳ, thì Việt Nam Cộng Hòa đã chịu thiệt hại ít nhất là 7.200 lính tử trận và bị thương. Trong đó thì sư đoàn dù gần như bị xóa sổ với 2.500 thương vong. Phía quân giải phóng tuyên bố là có 916 người hy sinh và 2.000 người bị thương. Sau trận Thượng Đức, mọi thứ gần như đã được định đoạt. Cánh cửa thép bảo vệ Đà Nẵng đã bị thổi bay. Sự thờ ơ của Hoa Kỳ và hành động bỏ rơi đồng minh đã lộ rõ. Điều này đã tạo nên tiền đề để quân giải phóng chiếm thế chủ động hoàn toàn trên chiến trường trong năm 1975.